trả lời cho tôi biết cái tào lao mía lao này là gì, ông nói tôi nghe coi. Ông tính trù ai yểm ai trong căn nhà này? Trời ơi chị Xui ơi, ba cái lá bùa này tôi thỉnh từ núi Sập tôi đem lên đây đó, để dán ở trong nhà để trừ yêu diệt quỷ, để cho gia đình mình nó êm ấm, chứ tôi có trù ếm ai đâu. Ở trong nhà này ai là yêu ai là quỷ, ai chơi bùa ai chơi ngải mà ông phải diệt, ông phải trừ, ông nói cho tôi nghe coi. Ông nhìn lại ông á, ô trời ơi, quỷ nó mọc nanh mọc vuốt trên người của ông rồi kìa. Đó, ông nhìn ông đi, ông trừ ông hả, ông diệt ông hả? Trời ơi, đang làm ngoài giường rồi vô đây nè, sẵn ngồi đây đấy chứ. Chân bỏ xuống đi. Tôi nói chị Xui nghe nè, tôi thấy vợ chồng thằng Khâu với con Linh không có êm ấm. Tôi sợ vợ chồng tụi nó đường ai nấy đi, tội cho mấy đứa nhỏ, cho nên tôi mới dán. Thôi thôi, khỏi. Ông khỏi cần phải thương xót tụi nó. Bây giờ cái chuyện đường ai nấy đi là cái chuyện nghiễm nhiên vậy rồi. Thông báo chính thức cho ông biết là tôi sẽ đưa con Linh và hai đứa nhỏ đi về Mỹ chung với tôi. Cho nên ông lo lắng làm gì? À, ông cố tình ông muốn níu kéo con gái tôi cho con Khôi phải không? Dùng bùa để níu kéo gái tôi phải không? Chị Xui à, chén bát trong sống còn khua, vợ chồng sao tránh khỏi lục đục. Mình làm cha làm mẹ, mình phải dung đắp cho tụi nó chứ. Khỏi dung sớ dung đắp. Nói chung là cái cây mà nó thúi rồi á là cho nó thúi luôn. Chán dễ sợ luôn á. Ông nội thì bắt treo lên, bà ngoại thì bắt tháo xuống đốt. Gia đình gì mà nội ngoại hai bên không có thuận thảo gì hết. Hỏi sao mà con cái nó không thảo thuận. Ui. Hò quá hò rồi. Bởi vậy trong cái hoàng cung này không biết bổn cung phải sống sao cho vừa lòng nữa. Chán ghê vậy đó. Cái gì vậy chị? Chị, em đang làm gì vậy? Em đang đốt. À chị, em đang đốt bùa. Bùa hả? Dạ. Bùa gì? Bùa yêu. Bùa yêu là sao? Cái bùa yêu này là của ông nội đó chị. Ông nội thì bắt em treo lên, còn bà ngoại thì bắt em tháo xuống đốt. Ê chị, mà chị về thì vô trong nhà đi, ông nội với bà ngoại đang rần rần ở trỏng á. Mẹ. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Con coi đi nè, ông đem lên ông dán đầy nhà hết trơn hết trọi á. Ông kêu mẹ là quỷ, ông trừ mẹ, ông trừ tà mẹ đi nè. Chị nói gì kỳ chị Xui? Nói gì kỳ? Ông tính hại tôi mà ông nói gì kỳ? Thôi, thôi mà mẹ, chắc là có chuyện hiểu lầm gì đây. Không có con... hiểu lầm gì hết trơn á, đây là hiểu đúng. Con á, là con phải giải quyết dứt điểm với cái thằng Khôi đi. Nếu không ngày mai á, là mẹ đi ra khách sạn mẹ ở đó. Mẹ à? Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Con cầm vô cái này xui xẻo hiểu chưa? Ông bùa bả. Mẹ, ngày mai tôi ra khách sạn tôi ở đó. Mẹ. Con. Có sao? Dạ, con không sao. Thôi để con lên con hỏi mẹ con coi có chuyện gì. Chắc là hiểu lầm gì đây thôi à. Dạ. Bà, sao ơi, sao bay bay gần bay xa, tàu bay từ phương nam bay. Trời ơi, ông nội ông nội hát hay quá. Ông nội tơ cũng hay nữa phải không? Dạ, hay quá ông nội. Ông nội hát và khác con nghe ông nội. Thôi hát nữa dở làm sao. Gì kỳ vậy? Đang muốn nghe. Ủa, ai lắc chuông nữa vậy? Dạ, con chắc không biết nữa. Chắc cái tụi cò đó dẫn người tới mua nhà nữa đó. Ha, cũng có thể lắm á ông nội. Đâu con đi ngoài coi. Dạ. Bây giờ tính cách nào rồi ta? Chắc phải báo cho thằng Quang nó biết, để coi nó có cách nào không.
Dạ, dạ. Dạ, mời mọi người vô nhà. Cảm ơn. Dạ, dạ. Mời anh chị. Dạ, mời anh vô. Dạ, đây ạ. Dạ. Ê, chú chà, quên, quên. Ê, không, 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 anh. Không cần cởi giày, không cần cởi giày. Dạ, mời anh. Dạ, anh chị dạ. Khỏi cần cởi giày. Dạ. Dạ, mời anh chị. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Mời anh ngồi chị đi em. Ngồi. Dạ, mời anh chị. Dạ. Nhà đẹp quá ta. Anh chị thấy nhà sao ạ? Đẹp không chị? Tôi thì nhìn chung cũng được. Dạ, chị ơi, bây giờ chị có thể dẫn tụi tôi đi tham quan tất cả các phòng, các nơi trong căn nhà được không chị? Xin lỗi, tôi không phải chủ nhà. Tôi là quản gia. Chào chị, vậy xin lỗi, chủ nhà đâu chị? Anh chị đợi tôi chút xíu để tôi gọi chủ nhà ra ha. Dạ, dạ. Ra đây là ngoại ơi, ngoại, có khách đến coi nhà, ngoại ơi. Dạ. Chào, chào, chào. Dạ. Khách đây, chào cô. Chào cô. Dạ. Dạ, chào bác. Chủ nhà mà đẹp quá. Xin lỗi, tôi không phải chủ nhà. Không phải chủ nhà. Vậy bác là... Tôi là mẹ của chủ nhà. Phụ huynh của chủ nhà, sang trọng quá. Cảm ơn. Ủa, vậy là hai cậu một cô là đi coi nhà hay là đi coi giùm ai vậy? Dạ, hai vợ chồng con dạ, mua. Dạ, vợ chồng con mua ạ. Ủa còn cậu đây là... Dạ, con giới thiệu vợ chồng này tới đây coi. Là cò đó hả? Dạ không phải, là nhân viên. Cái đó là kêu bằng cò chứ không phải nhân viên. Thật ra đi coi nhà đừng có qua nhiều chập. Khó lắm, khó mua lắm. Trực tiếp luôn nó dạ. Sẽ đơn giản hơn. Tức là đi coi nhà theo cái kiểu mà cầu lông á, bắt bắt, thế là mua luôn á. Chứ còn theo kiểu pizza lỗ vậy mệt lắm. Bên đây nó truyền qua đây, nó truyền qua đây. Khó mua khó bán lắm. Dạ đúng rồi đó, bà ngoại em nói đúng á. Hồi đó mấy người trước á, tới đây ban qua ban lại không ai mua hết trơn. Chết. Ôi dạ. Đi coi xe đi. Dạ. Có ai uống cà phê không? Để tôi đi dạ. Pha luôn. Dạ thôi khỏi. Dạ thôi cảm ơn, dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ. Xin lỗi nha, vừa tiếp khách mà vừa uống về có hơi kiếm nhã. Nhưng mà tại vì không có nói chuyện, không có nổi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi, mình sẽ tham quan toàn bộ ngôi nhà này. Đây là phòng khách thì mọi người biết rồi đó nha. Dạ. Dạ. Sau đây mình sẽ lên lầu và mình sẽ đi coi tất cả các phòng ngủ và tất cả các phòng vệ sinh. Dạ. Sau đó mình sẽ đi xuống nhà sau để mình coi cái nhà sau nha. Ủa có nhà sau nữa hả cô? Có chứ. Có nhà trước, có nhà sau. Nhưng mà nó là nhà chung. Hay quá. Thôi bây giờ đi ha. Dạ đi. Dạ. Đi em. Dạ mời anh chị dạ. Đi coi nhà. Không, tôi mời chứ. Dạ. Cậu dạ. Đi theo tôi chứ. Dạ, ai mời cũng dạ. Được. Ông chồng là khó ưa, bà vợ khó ưa hơn nữa. Coi như là xong phần nhà trước ha. Dạ. Bây giờ mình đi coi nhà sau. Dạ. Dạ mời anh chị, nhà trước nhà sau gì cũng là nhà chung. Được rồi anh. Dạ. Đây là sân sau nè. Dạ, dạ. Sân sau. Bà ơi, bà ơi. Tôi biết bà thương con cháu lắm. Ủa, gì vậy? Nhưng mà bây giờ âm vậy dương là sao? Là sao anh? Dạ, bà đã quá ra người thiên cổ rồi. Bà hãy đi siêu thoát đi. Bà đi theo ông theo bà đi, bà đừng có về đây. Ông cháu tôi sợ lắm bà ơi. Bà... Hả? Bà... Trời ơi, bà linh quá, mới nhắc bà xuất hiện liền. Bà dẫn theo cô hồn các đảng đông quá. Vậy là sao? Tôi sợ quá bà ơi. Ông bị điên. Bà đừng có nhắc tôi. Bị khùng. Nhà có ma hả? Trời ơi, lại có người khùng nữa. Thôi thôi, tôi không mua đâu. Thôi thôi, có ma tôi không mua đâu. Anh chị, anh chị. Trời ơi, ông bị cái gì vậy hả? Anh chị, đợi tôi chút. Bà, ông bị điên hả? Ông điên rồi, ông điên quá rồi. Trời ơi, em cò gì, em cò ít tóc ơi. Em cò gì.